Cộng sản Việt Nam cưỡng chế tháo dỡ quán bún bò không bán nước tại Sài Gòn. Tin đến từ Sài Gòn, ngày 14 tháng 6 năm 2019 loan tin, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn đã đưa ra quyết định cưỡng chế quán bún bò không bán nước của ca sĩ Hoàng Dũng, tức là Dũng Đinh, với lý do rất mơ hồ. Quán bún bò đặc biệt này được dựng lên trên một mảnh đất ở địa chỉ 45 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8. Mảnh đất này nằm trong khu vực thuộc quy hoạch của thành phố để xây dựng trường học, do đó chủ nhân không xây quán kiên cố mà chỉ tạm dựng. Tuy nhiên không vì thế mà không bị nhà cầm quyền ra lệnh cưỡng chế vì vi phạm quy định về xây dựng. Tuy nhiên, lý do chính của việc cưỡng chế nằm ở bảng hiệu rất đặc biệt, không bán nước, cùng với một số nội quy thú vị và hóm hỉnh như không nhiều chuyện, lên trên mạng nói xấu chủ quán, nếu ăn thấy dở ẹt thì ráng chịu không được chê, quý khách ăn thiếu vui lòng, có thể thế chấp giấy tờ nhà, hung thú, v.v. Nhà chức trách đã tịch thu biển hiệu nhí nhảnh này và cũng như là bảng hiệu không bán nước. Khách ăn của quán bún bò này có thể uống nước tùy thích và do đó có bảng hiệu không bán nước. Tuy nhiên, slogan này có thể hiểu theo nghĩa khác, khiến ban lãnh đạo Cộng sản của thành phố và rộng ra là của quốc gia cho rằng chủ quán có ý chỉ trích đảng và chính phủ bán một phần lãnh thổ phía Bắc và biển đảo của Việt Nam cho Trung Cộng. Quán bún bò không bán nước này có rất nhiều khách hàng vì món ăn độc đáo, không sử dụng hóa chất, trang trí bắt mắt và thái độ phục vụ lịch sự. Anh Dũng Đinh từng gặt hái được những thành công nhất định vào thời nhạc Hồng Kông lời Việt rất thịnh hành tại Việt Nam ở thập niên 1990 với những bài hát như Cuộc chơi vô nghĩa, Một đời mơ mộng, Tấm lòng em trong sáng. Sau một thời gian hoạt động ca nhạc và đào tạo ca sĩ, anh Dũng Đinh đã chuyển sang buôn bán đủ thể loại từ quần áo, bất động sản, kinh doanh tiệm vàng, v.v.